Cậu bé và toán cướp. Con trai của ta, ta không thể đi cùng con chuyến này, nên gửi cho bác Abu đây. Con tới thành phố, nhớ chăm chỉ học hành và viết thư đều cho cha mẹ, nhớ chưa? Cha yên tâm, con sẽ cố gắng học hành thật giỏi giang để không phụ lòng cha mẹ. Cuộc sống sắp tới của con sẽ có rất nhiều đổi thay khi không có cha mẹ ở bên. Bất luận là ở vào tình huống nào, con đều phải dũng cảm và thành thật, con nhớ chưa? Dân, thưa cha, con sẽ luôn ghi nhớ lời của cha dặn dò. Đừng quá lo lắng, Otanit là một cậu bé thông minh. Tôi tin rằng cậu bé sẽ thích ứng được với cuộc sống trên thành phố nhanh thôi. Có câu nói này của anh, tôi cảm thấy vững tâm hơn nhiều rồi. Chúc hai bác cháu lên đường bình an. Mong cho chuyến hàng lần này của anh được thuận lợi. Cảm ơn anh, đã đến giờ khởi hành rồi. Tạm biệt anh. Tạm biệt. Ở nơi xa, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức, kéo lại đổ bệnh. Này Otanit, lần đầu phải đi đường xa thế này, cháu có bị mệt không? Dạ không thưa bác. Tuy trời có nắng nóng một chút, nhưng cháu vẫn chịu được. Tốt lắm, cháu còn nhỏ mà sức chịu đựng khá đấy. Qua đoạn đường này, chúng ta sẽ tới chỗ nghỉ chân. Hãy cố gắng thêm một chút nữa nha. Đoàn người kia, hãy mau đứng lại. Trời ơi, là bọn cướp. Chúng ta biết làm sao bây giờ đây? Bọn chúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng với các thương nhân mỗi lần qua đây. Nếu cố tình bỏ chạy, chúng sẽ giết chết không tha. Chạy có một lúc nữa thôi là hết đoạn đường này rồi. Vậy mà đều xui xẻo dần dán xuống đầu chúng ta. Lần này thì xong thật rồi. Bao tiền bạc của tôi đều dồn hết vào chuyến hàng lần này. Gặp phải lũ cướp này là coi như mất sạch sành sanh. Tất cả các người hãy giao nộp hết tài sản ra đây. Nếu không muốn bị mất mạng, hãy nhớ rằng chỉ cần giấu bọn ta dù chỉ một xu thôi cũng sẽ phải đổi lại bằng cả mạng sống. Xin các ngài hãy tha cho chúng tôi con đường sống. Bao nhiêu của nã chúng tôi xin giao nộp ra đây. Ari, lục soát từng người một cho ta. Vâng, thưa đại ca. Thằng bé kia, mày có gì quý giá mang theo người không? Thưa ông, cháu có 40 đồng tiền vàng mang theo người. Gì kia, 40 đồng tiền vàng? Thằng nhóc này còn nhỏ mà đã biết nói khoác rồi. Thế mày để tiền ở đâu vậy nhóc? Dạ thưa ông, cháu để trong chiếc mũ đang đội ở trên đầu, dưới lớp vải lót. Một nơi giấu tiền an toàn đó. Đúng là không nên tin lời của một đứa trẻ. Này Otanit, cháu không nên thật thà quá như vậy. Vẫn biết là bọn cướp vô cùng dữ tợn và manh động, nhưng nếu ta khéo léo một chút thì vẫn có thể giữ lại một ít tiền cho mình. Cháu hơn nữa, cháu là trẻ con, chúng không tin lời cháu nói. Cháu là người duy nhất ở đây có thể giấu được tiền thôi. Nhưng cha cháu đã dặn là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trung thực. Cháu còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Tuy là cha cháu dặn như vậy, nhưng cũng phải tùy tình huống trong cuộc sống mà áp dụng chứ. Cháu cứ nghe lời bác nói, không có sai đâu. Hai tên kia, có chuyện gì mà các ngươi thì thầm với nhau vậy hả? Dạ thưa ngài, không có gì đâu ạ. Chả là thằng bé quá sợ hãi nên tôi trấn an nó một chút thôi ạ. Ta nghe bảo ngươi có tiền phải không nhóc? Đúng như vậy thưa ông, cháu có 40 đồng tiền vàng. Đúng là thằng bé gan bằng trời, còn dám ăn nói sằng bậy như vậy. Coi chừng cái mạng của ngươi đi tòng sớm đấy. Cháu không hề nói sằng bậy một lời nào thưa ông. Cháu để 40 đồng tiền vàng với mổ. À, người dám lớn tiếng với ta hả? Ông thông cảm, thằng bé còn nhỏ, nói năng còn thiếu suy nghĩ, mong ông bỏ qua cho. Có chuyện gì mà ngươi làm ầm lên thế bị lách? Thưa đại ca, thằng bé này còn tí tuổi mà nói dối không chớp mắt, nên em định dạy cho nó một bài học. Nó nói gì mà ngươi bảo chối trả? Nó dám vỗ ngực khoác lác rằng mình có 40 đồng tiền vàng. Đời nào lại có một đứa trẻ mang từng đấy số tiền theo người chứ? Rồi lại còn khai ra chỗ giấu trong cái mũ đội trên đầu. Đúng là quan đường. Ngươi thật sự có số tiền lớn như vậy sao? Cháu đã nói cho đồng bọn của ông biết rồi. Cháu có 40 đồng tiền vàng giấu ở trong mũ.
nhưng họ đều không tin tưởng cháu. Vậy ngươi hãy đem chúng ra cho ta xem. Trời ơi, một thằng nhóc con sao lại có thể đem nhiều tiền như thế cơ chứ? Suýt chút nữa thì ta đã bỏ lỡ một món tiền lớn rồi. Tại sao ngươi lại nói rõ chỗ ngươi cất tiền vàng cho chúng ta biết? Chắc hẳn ngươi cũng biết là không có một ai tin đứa trẻ nhỏ tuổi như ngươi mà lại có nhiều tiền vàng đến thế chứ. Nếu như vậy thì chính là cháu đang nói dối. Cha cháu từng nói chỉ có kẻ hèn nhát mới nói dối. Thằng bé này quả thực vô cùng đặc biệt, đứng trước ta mà không hề tỏ ra run sợ, vẫn rất mực ngay thẳng và rõ ràng. Thật không thể ngờ một đứa nhóc nhỏ con như vậy lại có bản lĩnh và chí khí mạnh mẽ đến thế. Khá lắm, hãy cầm lấy tiền và rời đi. Thôi đại ca, chỗ này những 40 đồng tiền vàng, sao có thể để cho nó đi một cách dễ dàng như vậy chứ? Hôm nay chúng ta cũng đã thu hoạch đủ rồi, vậy nên thằng bé này hãy tha cho nó. Với những tư chất tốt đẹp được bộc lộ ngay từ nhỏ như vậy, thằng bé đó sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người tài giỏi và thành đạt dù ở lĩnh vực nào đi chăng nữa. Khi lớn lên, quả thật Otanit nổi tiếng khắp xứ Ba Tư là quân sư đắc lực cho vị vua kế nhiệm Cyrus đại đế. Những đôi giày cao gót đầu tiên. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về những đôi giày cao gót đầu tiên của những kỵ binh Ba Tư thế kỷ thứ 10. Cố lên! Cố lên! Dạ, thật là điêu luyện. Ri luôn tuyệt nhất. Hay, hay lắm, hay lắm. Họ thật là giỏi làm sao? Không biết đến khi nào mình mới có thể làm được như họ. Là một kỵ binh là niềm mơ ước quá lớn lao đối với mình. Nhóm tiếp theo, tiếp tục. Đến lượt mình rồi, phải cố lên mới được. Trời ra, sao cậu còn chưa tập trung lại đây? Cậu nhóc bé bỏng còn đang tập bật nhảy ngoài chuồng ngựa thưa chỉ huy. Cần tìm một chiến mã tương xứng với cậu bé đi. Cái thân con ngựa còn qua cả đầu cậu ta nữa đấy. Xin lỗi chỉ huy. Tôi... Thôi được rồi, lần sau cậu hãy chú ý hơn nha. Này nhóc, để xem tài năng của cậu thế nào. Có những chuyện nên lượng sức mình trước khi phải trả giá đấy nhóc con à. Thay vì làm phiền người khác, sao anh không làm tốt việc của mình đi? Ôi trời ơi, nhìn kìa, lại là cậu bé rê ra. Chết tiệt. Không ai khác lại là rê ra sao? Cậu bé nhỏ dường như luôn quá sức với yên ngựa. Mau trở về với mẹ của cậu để được vỗ về đi, chàng trai bé bỏng. Chỗ của cậu ta không phải là ở trường đua, mà là nơi thấp nhất của con ngựa đó, chính là dọn phân ngựa ở chuồng ngựa kia kìa. Hãy mau bỏ cuộc đi. Tất cả im lặng. Reza, Reza, đứng dậy và điều khiển con ngựa của cậu vào bãi đi. Vâng, thưa chỉ huy. Dạ, thưa Selim, tôi muốn rút khỏi đội kỵ binh. Tại sao vậy? Không phải lúc cậu xin vào đội kỵ binh, cậu nói đây là ước mơ lớn nhất của mình sao? Thưa chỉ huy, mọi người nói đúng. Tôi không có tố chất để trở thành kỵ binh là tôi đã mơ mộng hão huyền rồi. Không ai có sẵn tố chất mà có thể trở thành kỵ binh mà không qua luyện tập cả. Ý tôi là luyện tập từ kỹ năng cho đến tâm lý. Chỉ một chút khó khăn là bỏ cuộc. Và cậu tin như vậy là chấm dứt mọi lời trêu ghẹo đó sao? Như thế cậu chỉ làm cho họ thấy cậu đúng là chẳng làm được kỵ binh. Người kỵ binh sao lại có thể yếu đuối và sẵn sàng nhục chí như thế? Nhưng tôi không thể. Rê ra hãy nhớ, cậu không thể bỏ cuộc nếu chưa cố gắng hết sức. Mỗi quyết định đều ở cậu. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Cố lên nào Rê ra, mày sẽ làm được mà. Những người có tạng người to lớn, họ thật uyển chuyển để vừa phi ngựa vừa bắn cung tên. Mình lại quá nhỏ bé nên toàn mất thăng bằng trượt xuống.
Phải chi đôi chân này cao thêm khoảng một thất nữa thì tốt. Hay là... À ha, sao mình không tự làm cho mình cao hơn bằng những đôi giày chứ? Chẳng phải cao lớn hơn sẽ dễ dàng điều khiển khi ngồi trên ngựa và phi ngựa hơn sao? Như vậy chắc là đủ cao rồi. Mình sẽ đóng những mảnh gỗ này vào gót giày để khi mang vào, nhìn mình sẽ thật cao lớn. Nhìn kìa mọi người, cậu bé tí hon lại đang bày trò gì kìa. Này, chắc hẳn cậu ta đang luyện tập để dự thi cuộc thi do đức vua tổ chức sắp tới không? Trên giam hé bổng lại tập luyện đấy, có sự cố gắng nha, nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi. Yếu đuối như cậu ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì được đâu. Nào, phải cố lên Xê-gia. Ôi trời ơi, cậu ta giả điếc luôn rồi. Yeah, mình làm được rồi. Năm đó, tại đất nước Ba Tư, nhà vua đã tổ chức một cuộc thi tuyển chọn kỵ binh bắn cung giỏi nhất với giải thưởng rất hậu hĩnh. Chà, ôi chao, năm nay nhà vua tổ chức cuộc thi thật hoành tráng. Có ai đặt cược cho binh sĩ nào sẽ thắng giải không? Ri chẳng phải là quán quân năm ngoái sao? Năm nay anh ta vẫn tham gia đấy. Năm nay có đến 11 tráng sĩ tham gia ư? Thưa đúng như vậy ạ. Bắt đầu đi. Ôi thật không ngờ, xem ai đây nào. Chẳng phải gặp lại Reza bé bỏng đây sao? Trông cậu kìa, cậu đang đi cái thứ quỷ quái gì ở chân thế này? Nó là chiếc giày tốt nhất của tôi đấy, anh Eri. Này, Reza, tốt nhất là ngươi hãy tránh xa ta ra một chút, đừng có mà cản đường ta. Ta cũng nhắc ngươi một câu, nhà vua đang ở trên kia theo dõi cuộc thi. Nếu ngươi còn diễn trò ở sân đấu như mấy lần trước, thì cẩn thận cái đầu của ngươi sẽ sớm tạm biệt cái cổ sớm thôi. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, kết quả thì phải chờ đến cuối mới biết được. Ôi, biết quá đi. Hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không thể như thế được. Là thằng nhóc có sao? Vượt ba đoạn cua công quốc kia mà tên ấy cũng giữ thăng bằng tốt thế. Người không hề xê dịch. Này, thằng nhóc đó bị ma ám hay sao chứ? Không thể như thế được. Này, người đang dẫn trước là ai vậy? Nhìn vẫn còn trẻ quá ha. Thưa bệ hạ, cậu ta tên là Reza, là người đăng ký muộn nhất. Do Selim tướng quân cứ một mực xin cho nên danh sách mới được bổ sung đấy ạ. Thần nghe nói là người mới tham gia huấn luyện đội kỵ binh hoàng gia một thời gian ngắn, cũng là người trẻ nhất trong đội. Nếu không được tuyển chọn vào thi thì quả là đáng tiếc đấy. Cậu ta tuy trẻ tuổi nhưng không phải là người có kỹ năng tốt nhất, nhưng rất có phong thái và tinh thần chiến đấu. Màn trình diễn giữ thăng bằng đầy mãn nhãn. Dạ thưa bệ hạ, quả đúng là như vậy. Sau khi kết thúc trận đấu, hãy gọi cậu ta lên đây, trẫm sẽ ban thưởng. Wow, xuất sắc, thật là tuyệt mỹ. Mọi kỵ binh đã quá từ khôi luôn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ kính chào bệ hạ, thần chính là Reza ạ. Tốt lắm, hôm nay trẫm đã theo dõi màn trình diễn của ngươi không rời mắt, quả là rất có phong thái. Thần không dám, tạ ơn bệ hạ. Đôi giày của ngươi trông thật kỳ lạ. Dạ thưa bệ hạ, trước đây thần là một kỵ binh kém nhất trong đội. Dù tập luyện chăm chỉ đến đâu thì vóc dáng nhỏ bé cũng không thể giúp thần trở thành một kỵ binh điêu luyện. Nên thần nghĩ ra cách đóng thêm gót cho đôi giày cao hơn. Từ khi có đôi giày này, thần có thể dễ dàng đứng lên khi ngựa phi nước đại, giữ an toàn khi phi ngựa, và đặc biệt làm cho thần có cảm giác rất tự tin khi mang nó ạ. Người thật thông minh. Hãy từ từ đi lại trẫm xem nào. Người đâu, gọi thợ đóng giày trong cung điện học theo Reza, làm cho kỵ binh của trẫm những đôi giày tương tự. Nó sẽ là đôi giày bắt buộc của kỵ binh của ta trở về sau. Vâng thưa bệ hạ. Từ đó, giày cao gót dần trở nên phổ biến trong quân đội kỵ binh Ba Tư. Thậm chí, những đôi giày cao gót này còn thường xuyên được kỵ binh Ba Tư sử dụng trong chiến trận. Đến thế kỷ thứ 16,
Khắp châu Âu, những đôi giày cao gót được du nhập vào châu Âu qua con đường ngoại giao. Đến thế kỷ thứ 17, phụ nữ bắt đầu mang giày cao gót với phần đế mỏng và cách điệu hơn. Vì ảnh hưởng từ phong trào nam giới từ bỏ trang sức diêm dúa đã được khởi động tại Anh, và giày cao gót chuyển thành đặc trưng dành riêng cho nữ giới. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.